Em chào các bác. Đây là một cái cây hoa lan rất là hay. Cái này thì nó nở hiện tại là ngày 23 tháng 5 các bác nhé. 23 tháng 5. Hoa của nó trắng tinh và nó rất là đẹp. Trắng muốt và rất là thơm các bác nhé. Thơm. Rất thơm. Cái này là thơm là nó mùi hương cũng dạng như kiểu là cây nhãn ấy, kiểu kiểu đấy. Nhưng mà cây này thì môi hoa nó lại là môi hoa quế. Môi hoa như kiểu cây bạch nhãn hay là cây quế các bác. Môi hoa của nó ấy. Môi hoa chứ nó không môi mở như là dòng hoa nhạn. Đấy, có thể nó là bạch nhạn hay là hồng nhạn hay gì đấy. Nhưng đại loại cái này cũng khá là hay. Em cũng không biết nó là cây gì. Nhưng mà nếu nói cây này bạch nhạn thì là không đúng. Tại vì cây này là bạch nhạn là lá nó khác các bạn. Cái điểm không phải bạch nhạn của nó là một là lá bạch nhạn là rất là cứng, dày. Cây này thì lá rất mỏng. Lá lại mềm rũ. Mềm rũ như là tam sắc ấy. Chứ nó lại không như là bạch nhạn các bạn. Lá cái này như y như là hoàng tam bảo ấy. Nó thân lá nhỏ. Cây này kiểu cảm giác là cây cây miền trong, hàng miền trung đấy, và nó là lá mềm ấy, nhỏ và thân nó cũng bé luôn, thân nó chỉ to khoảng tầm độ 1 cm thôi, tầm một cm trên dưới 1 cm, lá nó chỉ khoảng tầm trên dưới 2 cm thôi, và lá mềm như tàu sắc các bác nhé. Lá mềm với tàu sắc thì không phải là bạch nhạn được, và bạch nhạn ấy thì là hoa của nó không bao giờ ra, nó đi xoè ngang này rủ như này, mà cây bạch nhạn này hoa nó sẽ dựng lên, hoa nó sẽ cao lên mọi người. Hoa nó cao lên. Đây hoa hoa năm ngoái nó ra là nó rủ xoay ngang, nó rủ các bác nhé. Nó dài nó rủ. Còn cái này là ngắn này nó không rủ được. Cây nó cũng yếu. Cây nó còn yếu quá. Thì cây này thì nó cũng không phải bạch nhạn. Nếu bạch nhạn thì hoa nó sẽ cần hoa nó cao quá. Thì cây này nó cây cũng khá lạ. Nếu mà tam bảo sắc thì nó cũng chẳng phải. Tại tam bảo sắc thì môi hoa thì tam bảo sắc thì hoa nó trắng tím và môi hoa nó mở chứ nó không phải môi hoa nhiều cây nhạn này. Cây này là cây môi hoa như kiểu bạch nhạn ấy hay là quế ấy. Thì đúng hơn. Thì đây nó là một cây em thấy là nó cũng rất là lạ. Từ thân lá đến hoa. Và nó nở cái mùa này thì không biết nó là cái giống gì. Không biết là nó giống là bạch nhạn hay gì. Bạch nhạn thì bây giờ chưa nở. Hồng nhạn thì hoa nó dựng, nó dựng còn cao hơn cả là bạch nhạn đấy các bác. Hồng nhạn nó dựng là cơ bản. Nó sẽ dài khi mà nó cong, nó nặng nó sẽ cong ra. Còn cây bạch nhạn thì nó cong cong hơn. Còn cây này là cây hoa nó ra nó rủ. Chứ nó không phải là hoa như là cái cây đấy. Thì em thấy là đây là một cây rất là lạ. Nở vào dịp tháng 5 thì cũng rất là vui. Và cây này là hoa trắng các bác nhé. Hoa trắng rất là thơm. Thì nó là một cây rất là hay. Hôm nay quay video giới thiệu các bác một chút về cái cây này. Cái này gọi là cây, em nghĩ là nó là dạng dòng tam sắc nhưng mà môi quế, nhưng mà hoa trắng. Tam sắc môi quế các bác, tại vì là cái cây này ngày xưa là nó mua lẫn ở trong cái lô nhạn. Cây này là cái hàng miền trong, mua lẫn ở trong lô nhạn, hoa nó lạ. Đầu tiên em cứ tưởng nó là bạch nhạn, nhưng về sau nuôi lên thì lá nó càng ngày, lá nó rất là mềm chứ nó không phải bạch nhạn, nó kiểu hoa bạch nhạn nó cũng khác nữa. Thế nên em nghĩ nó không phải bạch nhạn. Và cái này hoa nó trắng tinh, trắng tuyệt. Có cây bạch nhạn á, thì là nó có cây trắng và cây trắng hồng. Có cây hồng thì nó cũng có cái nọ kia, nhưng cái nó rất là thơm. Thơm không khác cái này cả. Và hoa nó dựng, cần hoa nó dựng chứ nó không như cái này các bạn. Cái này các bác nhìn là hoa nó ra nó rủ xuống như tam sắc ấy. Chứ nó không phải là dựng như là dòng bạch nhạn, hoàng nhạn, bạch nhạn hay là hồng nhạn. Và quế thì nó cái này là kiểu hoa quế. Kiểu hoa quế, nhưng bây giờ mùa này thì nó không có quế các bạn. Mùa này nó không có quế và bây giờ thì nó lại là tháng 5. Và cái cây này thì nó màu trắng chứ nó không phải là quế. Quế nó trắng ngà. Quế trắng ngà và vàng. Và nếu mà hàng miền trong á, hàng miền trong thì hàng miền trung trở vào á, thì là quế của nó thì lại là màu vàng, vàng tím nhiều. Vàng tím nhiều hơn chứ nó không có màu nền trắng này. Nền trắng này thì quế thì không có cái nền trắng này. Quế thì nó chỉ là trắng ngà thôi các bác nhé. Còn đây là trắng tuyết. Trắng tuyết thì là nó khác. Thì đây nó cũng là một cây cũng khá là hay, mà em cũng không biết nó là cái kiểu gì. Đấy, nó dạng như kiểu bạch nhạn nhưng lại không phải bạch nhạn, lá lại tam bảo sắc và hoa lại rủ, thì đó là một cây khá hay. Nhưng mà đây thì các bác em trồng là trên một cái củ gỗ và trồng mấy cái cây cây gọi là cây vải ốc này cũng khá là xinh các bác, thì mọi người có thể trồng cái kiểu này, trồng lên mấy cái nấm trông khá hay đấy, lên mấy cái nấm các bạn, lên mấy cái nấm và trồng mấy cái cây vải ốc nó bò vào trông nó cũng xinh và trông nó cũng rất là đẹp, trông cũng hay, mình treo nhà chơi nó cũng vui các bạn. Thì đây là một cái cây mà nó cũng lạ lạ nên em chả biết nó là cây gì. Quay giới thiệu các bác để các bác ngắm hoa và nắm thêm thông tin các bác nhé. Cây này do là nuôi nó cũng còn chưa được đạt. Vài năm nữa thì là nó sẽ khỏe, hoa nó sẽ dài hơn. Thì nhìn nó sẽ ok hơn các bạn. Thì có gì cần tư vấn trồng chăm sóc cây các bác liên hệ số điện thoại của em nhé. Mua bán cây thì cũng nhắn cho em luôn. Cần sưu tầm giống nào thì cứ liên hệ số điện thoại của em. Em cảm ơn tất cả các bác. Em chào các bác.